Lời khai của nghi can sát hại bé gái 13 tuổi trong rừng Phi Lao. Xe khai trên đường chở bé gái 13 tuổi đi chơi về, anh ta nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục. Khi bị từ chối, xe bóp cổ nạn nhân cho đến chết rồi thực hiện hành vi giao cấu. Tối 22 tháng 6, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết bước đầu đã làm rõ động cơ gây án của nghi can Phạm Kim Phê, 18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên. Phê là kẻ đã sát hại bé gái 13 tuổi vào tối 17 tháng 6. Nạn nhân trong vụ án là DTKH, 13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19:30 ngày 17 tháng 6, Phạm Kim Phê cùng với TPH, NT, DN, TP cùng ngụ thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, rủ em NP, NA và DTKH cùng sinh năm 2007, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, đến khu vực gành đá địa chơi. Một lúc sau em NPNA có việc nên đi về nhà trước. Nhóm còn lại sau đó đến tiệm Internet ở xã An Ninh Tây ngồi chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phê chở DTKH về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu nên chở H vào khu vực rừng Phi Lao gần cầu An Hải, thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. Tại đây, khi H đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm chặt từ phía sau. Hát chống cự quyết liệt, đồng thời gọi cho chị ruột là Đỗ Thị Trúc Nguyên, 21 tuổi, nói, chị ơi, cứu em. Nghe vậy, Phê đe dọa, mày tắt máy không tao đâm chết, rồi giật lấy điện thoại ném đi. Lúc này Hát thoát được nên vùng bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi nạn nhân nằm bất động. Phê sau đó đã thực hiện hành vi giao cấu với Hát. Sau khi quan hệ xong, Phê dùng tay đào một hố dài khoảng 1,5m rồi kéo sát Hát vào hố lấp cát lại và dùng lá cây phủ lên trên. Anh ta sau đó đi về nhà. Về phía gia đình nạn nhân, sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu đã tỏa đi tìm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Tuy An sau đó đã lập chuyên án để truy tìm Hát. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Phạm Kim Phê là nghi phạm nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Phê thừa nhận đã sát hại và giấu xác Hát trong rừng Phi Lao. Nghi phạm sau đó được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên để điều tra theo thẩm quyền. Đến sáng 22 tháng 6, lệnh bắt giữ khẩn cấp Phạm Kim Phê được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Kim Phê về hành vi giết người.